Chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ thêm một món trứng chay mình ghim với nước mắm. Thì món này khi làm xong á, khi ăn có vị béo bùi và rất là vừa ăn. Ăn cùng với cơm á, rất ngon cơm, lại không bị ngán. Đây là tất cả nguyên liệu thì mình có một miếng bí đỏ dài cọng ngò gí, 200 g nấm kim châm, một chớp sừng không cay. Và bột chiên giòn mình dùng 150 g với một chén nhỏ nước mắm chay, một ít tiêu xay, một thìa cà phê đường với một ít tương ớt. Nấm kim châm thì mình đã cắt phần gốc ở dưới rồi, sẽ tách cái phần nấm ra hết. Khi tách ra xong á, cho vô đây một ít muối, rồi ngâm nấm với nước muối là 10 phút để cho nấm sạch. Ngâm xong á, mình cũng rửa nhiều lần với nước sạch rồi để cho ráo phần nước. Ớt sừng không cay mình bỏ cái phần hạt bên trong rồi sẽ bầm nhuyễn. Thì các bạn thích ăn ớt cay á, mình có thể thay thế bằng ớt cay. Ngò gí mình cũng sắc mỏng ra. Mình để phần bí vô cái sẵn rồi đem hấp, hấp thời gian là 15 phút. Trong thời gian hấp bí thì sẽ đi pha phần bột chiên giòn. Cho 150 g bột chiên giòn vô tô, rồi để vô đây là 250 ml nước lọc. Khuấy đều cho phần bột nó tan đều và mịn. Pha bột như gì cũng được rồi. Còn nấm kim châm á, thì mình cũng rửa sạch để ráo phần nước, sẽ cắt ra những khúc ngắn lại để vô máy xay á, rồi xay cho vừa nhiệt. Bí thì giờ cũng mềm hết rồi, sẽ đem bí ra. Rồi mình sẽ cho cái phần bí vô chung với nấm. Mình xay cho nấm với bí cho nhuyễn. Thì đây mình xay cái phần nấm với bí cũng nhuyễn rồi. Mình để hết cái phần nấm với bí vô trong cái tô bột chiên giòn mà lúc nãy mình có pha trước. Để vô chung rồi khuấy đều cho tất cả đều. Rồi tất cả cũng đều rồi mình sẽ cho ớt bằm không cay vô với ngò gí. Một phần, còn một phần lát mình sẽ để vô cái phần mắm đường á. Rồi cũng trộn cho tất cả đều. Mình bắt một cái chảo lên, rồi cho dầu ăn vô. Khi dầu nóng á, mình để phần trứng chay này vô để mình chiên. Thì lúc hồi nãy mình pha bột á, thì cũng có để cái bí đỏ vô, nên giờ mình chiên cái miếng cho nó mỏng nha các bạn. Đừng có quá dày á, dày quá thì khi mình chiên á, sẽ không được kết dính, và cái miếng trứng thì nó dễ bị nhão. Trong lúc chiên thì mình cũng sử dụng cái bếp lửa nhỏ để cho phần trứng chín từ từ và vàng đều. Bề mặt dưới cũng vừa vàng thì mình trở bề lại. Thì các bạn thích ăn cái phần trứng này có cái độ giòn nhiều, mình có thể thêm cái bột chiên giòn. Và trong lúc mình pha bột với bí đỏ nấm mà chưa cho ra cái màu vàng giống trứng, mình có thể thêm vô bột nghệ hoặc là màu dầu điều, miếng trứng như gì cũng được, rồi đem ra giấy thấm dầu. Sẽ cắt ra những miếng vừa ăn. Cái trứng chay này nếu mà các bạn không chiên những cái miếng bự và mỏng như vậy, mình có thể chiên lại những miếng nhỏ. Khi mình cắt ra thì miếng nó nhỏ chứ nó cũng không quá to. Để lát mình để cái phần sốt vô mau thấm. Mình đi pha phần mắm đường, mình để nước mắm vô chén với đường và tương ớt. Thì các bạn không sử dụng tương ớt, mình có thể thay thế tương cà hoặc là sa tế với tiêu xay.
rồi cho vô đây một ít nước lọc. Vấy đều cho phần gia vị tan đều. Về phần gia vị thì các bạn nêm sao cho vừa hợp khẩu vị gia đình. Thì cái sốt mắm đường này mình sẽ nêm là hơi ngọt ngọt, có cái vị mặn nhẹ. Mình cho hết cái phần sốt mà lúc nãy mình có pha vô trong chảo. Rồi cũng để ớt bằm không cay với ngò gí còn lại vô hết luôn. Sẽ nấu cho cái sốt mắm đường này kẹo lại. Về cái phần sốt thì như gì cũng được rồi. Mình sẽ để trứng mà nãy mình chiên vô. Và khi mình để vô thì cũng trở về đều qua lại. Để cho gia vị mắm đường thấm đều vào trong cái miếng trứng chay. Mình làm trứng từ bí đỏ với nấm thì cho ra cái trứng béo bùi và dai ngon. Các bạn thích cái loại nấm nào mình có thể thêm và thay thế. Như là nấm bào ngư hoặc là nấm gơm. Nấm đùi gà. Tại vì mình làm cái trứng chay này mình sử dụng nhiều nấm sẽ dai ngon. Và miếng trứng chay thì như vậy cũng được rồi. Gia vị mắm đường cũng thấm đều rồi thì mình sẽ đem ra ngoài. Và mình sẽ đem trứng ghim nước mắm ra dĩa cho các bạn xem nha. Rất là thấm vị. Món trứng ghim nước mắm này thì mình ăn cùng với cơm trắng. Ngon cơm lạ miệng, lại không bị ngán. Thì lâu lâu mình thay đổi món như vậy để giúp bữa cơm được ngon. Chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.